Những nhân vật anime biểu tượng của Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới, phần 1. Nhật Bản, quê hương của rất nhiều tác phẩm anime và manga nổi tiếng và là thánh địa của các nhân vật hoạt hình 2D. Gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ khắp châu Á là các nhân vật nổi tiếng như Goku trong Dragon Ball hay Pikachu trong Pokemon. Và chúng ta thường xem đó là những nhân vật đại diện cho Nhật Bản. Tuy nhiên, người Nhật nghĩ như thế nào về những nhân vật mang tính biểu tượng này? Doraemon. Doraemon rất xứng đáng ở vị trí quán quân. Bộ truyện tranh Doraemon của tác giả Fujiko Fujio xuất bản chính thức vào năm 1974 tại Nhật Bản. Đây là tác phẩm của Fujiko Fujio, bút danh chung của hai họa sĩ manga Fujimoto Hiroshi và Abiko Motu. Chú mèo máy được Hiroshi lấy ý tưởng khi thấy con gái đang chơi lật đật. Sự kết hợp trong hình dáng của lật đật và một con mèo là hình dáng của nhân vật Doraemon sau này. Tác giả đã sáng tác những trang truyện đầu tiên vào năm 1969. Truyện được in kèm với 6 tập san dành cho trẻ em. Từ năm 1974, các câu chuyện nhỏ trên các tập san được tập hợp lại thành các câu chuyện dày. Tính từ năm 1969 tới năm 1974, đã có tất cả 45 tập truyện ra đời. Chuyện kể về chú mèo máy quay ngược thời gian để tới giúp cậu bé lớp 4 Nobita hậu đậu. Các phần trong truyện thường ngắn gọn, hài hước dí dỏm và đầy màu sắc tưởng tượng về một thế kỷ trong tương lai. Doraemon đã giành được nhiều giải thưởng truyện tranh ở Nhật Bản và được tạp chí Time Asia bình chọn là một trong 22 nhân vật nổi bật của châu Á. Trải qua nhiều thế hệ, Doraemon không chỉ được coi là nhân vật và bộ truyện tranh được yêu thích hàng đầu, nó còn trở thành một biểu tượng văn hóa của Nhật Bản và được trẻ em nhiều nước trên thế giới yêu thích. Tháng 3 năm 2008, chính phủ Nhật Bản đã chọn Doraemon là đại sứ hoạt hình chính thức của Nhật Bản trong một buổi lễ do chính đích thân Ngoại trưởng Nhật Bản Komura Masahiko chủ trì. Mèo máy Doraemon đã trở thành công dân Nhật Bản khi nhận giấy chứng nhận công dân ghi ngày sinh mùng 3 tháng 9 năm 2012. Pikachu. Pika, Pikapi, Pikachu, Pikachu. Đối với mọi người hâm mộ Pokemon mà nói, đây có lẽ là ngôn ngữ dễ nhớ, thân thương mà lại có đầy đủ ý nghĩa, cảm xúc nhất được nói ra bởi nhân vật biểu tượng nổi tiếng nhất của thương hiệu này trong suốt lịch sử 20 năm qua. Pikachu là một trong số 151 Pokemon nguyên gốc được giới thiệu trong phiên bản game đầu tiên từ năm 1996 và nhanh chóng trở thành nhân vật biểu tượng, ngôi sao sáng nhất có mặt ở mọi phiên bản anime, thẻ bài và hàng tá sản phẩm khác dựa trên Pokemon bởi Nintendo. Đồng thời, Pikachu cũng là nhân vật đã giúp thúc đẩy doanh số của toàn bộ series Pokemon lên tới hơn 200 triệu bản và mang lại 1,5 tỷ đô la Mỹ doanh số hàng hóa mỗi năm. Vậy tại sao Pikachu lại trở nên phổ biến như thế? Đầu tiên, Pikachu là một nhân vật dễ nhìn và mang lại thiện cảm ngay khi gặp mặt. Giống với những nhân vật hoạt hình biểu tượng như chuột Mickey, Pikachu được thiết kế bởi nhiều nét vẽ vòng tròn, mang lại một diện mạo mềm mại, đáng yêu và thu hút. Đồng thời, chú là một Pokemon rất thú vị để bắt được trong phiên bản game đầu tiên. Pikachu là một trong những Pokemon hiếm đầu tiên mà người chơi bắt gặp, thường trốn ở khu vực Viridian Forest, nơi thường có cả tá Pokemon dạng bọ vô dụng. Tuy nhiên, Pikachu lại là một Pokemon dạng lôi diện, có khả năng hoạt động rất hiệu quả đối với dạng nước hoặc chim. Trong phần đầu của game, Pikachu là một sự lựa chọn tuyệt vời cho đội của người chơi và đó là lý do nhiều người chơi muốn bắt được nó thật sớm. Nhưng thực tế, sự nổi tiếng của Pikachu chỉ thực sự bắt đầu khi phiên bản anime được phát hành vào năm 1997. Trong khi anime có cách sắp đặt cốt truyện ban đầu tương tự với phiên bản game, nhân vật chính Ash lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với Pikachu thay vì một trong ba Pokemon khởi đầu ở game gồm Squirtle, Bulbasaur hay Charmander. Pikachu đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của Nintendo, sánh ngang với Mario và Link. Chú là một trong những nhân vật đầu tiên được góp mặt vào series Super Smash Bros, một tựa game đối kháng lẫn lộn tập trung vào mọi nhân vật nổi tiếng của Nintendo. Pikachu luôn được đứng ở đằng trước, vị trí trung tâm của mọi chiến dịch quảng cáo Pokemon. 20 năm kể từ khi ra đời, mỗi khi nghe thấy từ Pokemon, Pikachu chắc chắn là hình tượng nảy lên đầu tiên trong tâm trí của người chơi. Nhờ có sự kết hợp của thiết kế tuyệt vời và chiến lược marketing thông minh, chú đã trở thành một biểu tượng của ngành game Nhật Bản. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Son Goku.
Đến nay, các tín đồ yêu thích truyện tranh vẫn phát cuồng với tất cả những gì liên quan đến Dragon Ball, từ truyện tranh phản vẽ, đồ chơi, game cho đến các series truyền hình mang mác hậu truyện. Thế mới biết, hiếm có tác giả truyện tranh nào có sự nghiệp viên mãn như tác giả Toriyama Akira. Sáng tác một bộ truyện từ cách đây hơn 30 năm, năm 1984. Vậy mà cho đến nay, sức sống mãnh liệt của nó trong lòng độc giả vẫn như những ngày đầu. Ở thời hoàng kim của mình, tác giả Dragon Ball còn được biết đến là một trong những cây bút tiềm năng của tạp chí thiếu niên Shonen Jump, với bộ truyện đến ngày nay vẫn được người đọc yêu thích là Dr. Slump 1980-1984. Dù vậy, đến khi Toriyama cho ra mắt tập đầu tiên của Dragon Ball, mọi sự ưu ái từ phía Shonen Jump đều đổ dồn cho bộ truyện tranh chiến đấu đầy mới mẻ này, dẫn đến việc Dr. Slump đã bị ngừng sản xuất. Ở cái thời truyện tranh châu Á chỉ xoay quanh vấn đề gia đình cùng những khung tranh hài hước, Dragon Ball mang đến một làn gió mới, vừa vui tươi vừa nam tính. Không những thế, cốt truyện luôn thay đổi và mang tính mê hoặc cao. Nhân vật chính Son Goku cùng bạn bè luôn phải đối đầu với những kẻ thù mới ngày một mạnh hơn. Chỉ nhờ rèn luyện hết mình, họ mới có thể vượt qua chúng. Sau mỗi một cuộc hành trình mới của khỉ con là một lần cậu ta thêm chững chạc, chín chắn. Song song với đó là hành trình trưởng thành của các độc giả thân thương. Nhờ những giá trị nhân bản được đề cao, tác phẩm từ đó cũng trở thành chuẩn mực mới cho dòng truyện chiến đấu của thiếu nhi Nhật Bản. Chẳng những thế, hàng loạt tác giả của các bộ truyện nổi tiếng ngày nay như One Piece, One Punch Man, Gintama đều thừa nhận rằng mình từng là fan cuồng của Bảy Viên Ngọc Rồng và không ít lần lấy bộ truyện huyền thoại làm nguồn cảm hứng vô tận. Thật không ngoa khi nói rằng Bảy Viên Ngọc Rồng là thành tựu để đời của Toriyama Akira. Sau ngày bộ truyện tranh tình đám kết thúc mang đến bao tiếc nuối cho hàng triệu thế hệ fan, cơn sốt dành cho Bảy Viên Ngọc Rồng đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đều đặn hàng năm, bất kỳ một hội chợ truyện tranh nào trên khắp thế giới đều có những cosplayer hóa thân thành những Son Goku, Vegeta, Quỳ Lão. Kéo theo đó là những dòng game chiến đấu phóng tác từ thương hiệu truyện tranh lừng danh mang về cho Toriyama khối tài sản cách xù, dẫu ông đã gần như gác bút. Đến khi đặt chân tới xứ Mỹ, nền văn hóa những tưởng là thánh địa dành riêng cho Star Wars, DC Comics vẫn chưa một ngăn lớn dành cho Dragon Ball. Bảy Viên Ngọc Rồng là ấn phẩm truyện tranh hoạt hình Nhật Bản luôn được săn đón và cập nhật tại xứ Hoa Kỳ. Mỗi khi có một bộ phim hoạt hình mới ra mắt thì ngay lập tức sau đó là hàng loạt chuỗi đồ chơi, quần áo ăn theo cũng được chào hàng cùng phiên bản lồng tiếng dành cho thị trường Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, bạn có biết nhân vật hư cấu sẽ được trở thành đại diện cho Nhật Bản tại Olympic 2020 là ai không? Còn ai khác ngoài khỉ con Goku? Vượt qua cả những Godzilla, Hello Kitty, Doraemon, Son Goku trở thành người đại diện cho cả một nền văn hóa sâu sắc và giàu đẹp tại trường quốc tế rộng lớn. Hello Kitty. Hello Kitty có nét giống với nhân vật cổ tích Peter Pan, mãi mãi không bao giờ lớn và sẽ vĩnh viễn là cô bé đáng yêu Hello Kitty học lớp 3. Đó là ý tưởng ban đầu về gốc gác của Hello Kitty do công ty Sanrio sáng tạo ra hồi thập niên 1970. Khi Hello Kitty ra mắt thị trường, ngay lập tức nhân vật này đã nhận được sự yêu mến của cả trẻ em và người lớn trên khắp thế giới. Trong suốt 4 thập kỷ qua, ai cũng tưởng Hello Kitty là một cô mèo. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của Hello Kitty, người ta đã tiết lộ một bí mật động trời rằng Hello Kitty thực tế không phải là một cô mèo mà là một cô bé. Theo thông tin được công ty Sanrio đưa ra, thì Hello Kitty chính thức ra đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1974, có nhóm máu A, tên thật là Kitty White. Người chị em song sinh với cô là Mimi White. Hello Kitty và gia đình sống ở ngoại ô thành phố London. Trong nhà Kitty có nuôi một chú mèo và một chú hải cẩu. Lý do tại sao Hello Kitty là nhân vật hoạt hình gắn liền với văn hóa Nhật mà lại sinh sống ở Anh, đó là bởi hồi thập niên 1970, phụ nữ Nhật thường lãng mạn hóa cuộc sống ở phương Tây, cụ thể là Anh, và cho rằng đó là điểm đến lý tưởng của cuộc đời. Hello Kitty đã trở thành một trong những hình ảnh được nhận biết nhiều nhất trên thế giới. Ban đầu được thiết kế bởi mục đích hướng tới đối tượng khách là trẻ em mầm non, nhưng ngay cả người lớn cũng say mê Hello Kitty. Từ những chiếc điện thoại di động đến các phụ tùng xe hơi, qua các kiểu quần áo, máy tính xách tay hoặc sổ tiết kiệm, hình ảnh cô mèo đã hiện diện tại khoảng 60 nước. Giờ đây, hình ảnh Hello Kitty đã xuất hiện trên hơn 50.000 mặt hàng và có giá vào khoảng 7 tỷ đô la. Công ty Sanrio, đơn vị sở hữu bản quyền đối với hình ảnh Hello Kitty, mỗi năm kiếm được khoảng 760 triệu đô la từ hình ảnh này. Một trong những lý do khiến Hello Kitty được yêu mến rộng rãi và lâu dài như vậy là bởi Hello Kitty không hề biểu lộ cảm xúc trên gương mặt.
Bạn muốn Kitty cảm thấy thế nào, hình ảnh Kitty sẽ hiện lên thế đó. Vì vậy mà Kitty không có miệng, một nét biểu hiện cảm xúc quan trọng trên gương mặt. Như vậy, Kitty có tính tương tác đa dạng và không hề áp đặt. Hello Kitty cũng đồng thời thể hiện khát vọng hòa nhập, bất kể sắc tộc, tôn giáo khác nhau. Những người yêu quý Kitty sẽ đều cảm thấy niềm vui và hạnh phúc một cách đơn giản nhất. Rất nhiều sản phẩm thuộc đủ mọi lĩnh vực đã sử dụng hình ảnh mèo Hello Kitty để chinh phục khách hàng. Tờ tạp chí Forbes từng gọi Hello Kitty là một trong những hình ảnh bán chạy nhất mọi thời đại. Ở Nhật, người cầm trịch trong chuyện chi tiêu, mua bán chính là phụ nữ. Ngay cả những món đồ mà phụ nữ không sử dụng nhiều bằng nam giới thì họ vẫn là người có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định. Vì vậy, Hello Kitty ra đời là để chinh phục phụ nữ bằng sự dễ thương, để lấy lòng họ khi đặt lên bất cứ sản phẩm nào. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!